Anh em thấy khói đẹp không? Mình thực chất khói là khói không đẹp. Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì như clip mình quay xe rất là nhiều, nhưng mà ha, mình quay chỉ là quay trễ một ngày hay một xíu thôi, mà mấy anh em qua mua gần hết xe rồi. Ví dụ như con này mình quay là chuẩn bị đăng lên bán anh em, thì có người em tới mua rồi, hồi sáng mua rồi. Con trong kia một người em mua nữa, một người em xuống tiền luôn đó, đó xuống tiền luôn nè. Đây à, con đó con Rebel, rồi xíu nữa tập chạy cho người em đó luôn đấy. Rebel đó thì nhớt nhau đồ mới hết trơn rồi, thì chút nữa anh tập chạy cho em ha. Ok, đó thì xe chưa kịp đăng là mấy anh em đã lụm hết rồi à. Rồi à, mình nói một bật mí nhỏ nhỏ nữa là sắp tới á, mình sẽ về một em sport, em này luôn nha, là để cho anh em làm gì, để cho anh em tập chạy. Những anh em mà muốn trải nghiệm thử qua mình có thể cho anh em mượn trải nghiệm, thì giá của nó trải nghiệm thì lấy xăng cổ, dù anh em mượn một ngày chầm vài trăm thôi. Còn anh em mà muốn mướn tuần hai tuần đi chơi đi phượt cũng được nha anh em. Anh em lưu ý nha, tuần hai tuần thì sẽ giá sẽ rẻ hơn. Tuần hai tuần này mình sẽ tính tầm 200-300 ngàn ngày thôi đó. Còn anh em mà mướn một ngày á, thì mình sẽ tính cao hơn chút xíu, ngày hoặc buổi cũng được, có mướn giờ luôn anh em. Những anh em nào mà chưa có làm quen về cái dòng sport á, thì mình sẽ đưa cho anh em chạy làm quen về cái dòng sport đó. Có chạy thì có nhiều anh em ta muốn trải nghiệm thử nhưng mà ta chưa có điều kiện mua xe á, thì qua mình thì mình sẽ giải quyết cho anh em về vấn đề này. Đó, là con này luôn nha, CVR 250 luôn, rất là đẹp. Anh em có thể mượn chạy, thuê chạy đó. Rồi ok. Rồi giờ tiếp tục mình quay. Thì mình có về một em gọi là em Z900. Đó, con này con 218, rất là đẹp. Thì con này có đồ chơi chống đổ rồi nè. Đó, ốc ben nè, ốc lên ốc ben sẵn mình ben thấy không nè, rất là đẹp. Rồi bây giờ cho anh em nghe tiếng bộ độ ha. SC rất là lực, rất là ấy. Con này còn hai chìa khóa zin đầy đủ luôn. Xe đi mới có 9.000 thôi anh em. Xe rất là lướt ha anh em. Anh em nhanh tay thì mua ha. Con này là 201 ha. Z9 thì rất mạnh và nhẹ ha. 9.400 cây số ha. Z9 thì rất mạnh và nhẹ. À, em có thể cầm máy quay giùm anh để cho máy 6 vô ngồi thử cho anh em coi thử xe anh em nhắm. Rồi, máy 6 em ngồi thử con Z9 này đi. Xe rất là keng anh em mà, xe rất là mới, tem zin, sơn zin rồi còn đầy đủ luôn. Lại màu đỏ đây là con đầu tiên mình bán anh em. Rồi, máy 6 nhỏ con để dắt cho anh em coi. Thì Z9 này á, nó nhẹ nó cũng không có khó đâu, nó nặng nó nhẹ hơn Z1000 nhiều. Vỏ nó còn mới luôn anh em thấy không, vỏ còn chỉ luôn là anh em nhìn nè, thấy không, còn chỉ luôn thấy không, mới lắm, xe rất mới đó. Rồi một máy 6 ngồi cảm thấy sao? Ngồi thoải mái mà anh em coi chiều cao, anh em lưu ý nha anh em máy 6 mà còn nhỏ nữa anh em, chứ không phải là máy 6 bự con đâu, mập đâu. Rồi xuống xe, con này có 9 gắn gió đồ sẵn hết luôn, nói chung là rất là sướng, rất là đẹp ha anh em. Rồi em quay luôn ngay để cho vô đây làm mẫu xe anh.
Rồi thì con này thì em sáng nó quả cọc rồi, hiện tại đang tập xe ẹt rồi đó. À, thì bây giờ mình còn con này, Ninja 4 này cũng rất là đẹp, chủ đi rất là kỹ anh em. Con này biển số Sài Gòn nha, à con Z9 là biển số Bình Dương. Anh biển số Bình Dương 201. Mình bán 201 nha anh em. Đó. Rồi, con này biển số Sài Gòn Ninja 4 nè anh em. À, con này có bộ độ luôn, để cho anh em nghe bộ độ cái. Quay cái bô. Con này thì mới đi 13.000 cây nhưng mà biết sao anh em, chủ xe giữ rất là kỹ anh em, nhìn bình xăng nè, rất là keng luôn. À, này là Ninja 400 thì nó hai máy, nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. À, biển số thành phố, có chống đổ, bộ độ đầy đủ, đồ zin còn đủ luôn. Max 6 em ngồi thử con này đi, cho anh em ngắm nhìn anh em mua. Thì con này chiều cao nó không có cao lắm đâu anh em, nó không cao lắm đâu anh em, có thể ngồi ok. Rồi em ngồi lên, ốc titan rồi nè, xe rất là mới luôn anh em, sơn zin rất là keng luôn. Xe này á, là mình nhờ một người bạn của mình mua giùm, chứ mình mua không được nha, mình không quen biết chủ xe mình không mua được, nhờ người bạn nó thân cái chủ xe mới mua được, tại xe người ta giữ rất là mới. Con này mình bán chỉ có 115 triệu thôi anh em, luôn bô độ luôn nha anh em. 1m6 ngồi thì thoải mái lắm luôn anh em, mang đôi giày nữa vô là auto đẹp trai luôn á. Anh em canh cân nhắc, anh em cân nhắc mang đôi giày nữa luôn, auto đẹp trai luôn. Rồi thì bây giờ mình còn con CBR ở trong. Đây CBR ở trong mình sẽ review anh em. Rồi 16 ngồi CBR luôn em, 250. Thì con này mình bán là giá 115 triệu nha anh em. Không, à, con này lộn, con này 113 triệu nha anh em. 113 triệu. Nó lại con Ninja 4 nào cao hơn? Con này cao hơn xíu. Con này cao hơn xíu Ninja 4 nha anh em. Nhưng mà ngồi vẫn rất là thoải mái. 1m6 ngồi mấy con này là khỏi lăng tăng nha anh em. À, cái con này để cho anh em nghe, cái điểm yếu của con CBR là chế chống nó rất là xấu, lại nó rất là nhẹ. Thì con này đã được lên cái chống xịn rồi nè. Đó. Em có thể quay cái chống zin bên kia cho nè. Con kia vẫn còn chống zin. Đó. Thì con này đã fix lại rồi. Thì con này có luôn chống đổ luôn anh em. Chống đổ. Ô đo con này thì bằng gần bằng con N4 anh em. Đó, con này có chống đổ. Rồi kính chắn gió nè, kính chắn gió lên nè. Kính chắn gió zin nó quay cho anh em hình dung. Đó. Zin nó là kia, con này lên nè. Đó, con này lên nè, anh em thấy cũng đẹp, rất là đẹp. Rồi, lên luôn tay côn tay thắng nè, tay côn này thì bóp rất là nhẹ nha anh em, nhẹ xe, đây mình bóp cho anh em xem. Đó, bóp rất là nhẹ. Nè, anh thấy không? Rồi mình qua cái tay zin này bóp cho anh em coi dễ hình dung, dễ so sánh. Nè, tay zin nè, anh em bóp phải không? Nó nặng và nó dài. Đó, rồi, ok. Rồi con này thì có chống đổ. Cái đặc biệt con này nó có lên một cái smart key của Honda luôn anh em à. Nghe thấy không? Đó. Rồi, con này thì biển số 67. Con này bao rút hồ sơ cho anh em nha anh em. Con này 67 ở xa thì bao rút hồ sơ cho anh em. À, một cái điểm đặc biệt con này nó lên lớp to. Bánh sau to hơn lớp xịn nha anh em. Lớp xịn nha anh em. Đó, bánh sau to hơn, nhìn xe nó ngầu hơn. Còn kia vẫn còn bánh nhỏ, bánh 140. Con này vẫn còn bánh nhỏ, bánh 140. Đó, thì anh em liệu cơm gắp mắm anh em mua nha anh em. Còn con Rebel này mình bán cho anh em nè. Em mét nhiêu ạ? Vô ngồi thử làm mẫu luôn ấy. Rồi vô ngồi thử đi. Mét 68, mét 7 đúng không? Thì con này rất là thấp mà ngồi rất thoải mái, chạy rất là đã. Rồi ok, xíu ra tập xe luôn. Xe lát idol kia tập xe xong về là giao xe lại cho em tập cho em. Đó. Rồi ok anh em, thì đó còn nhiêu đó, còn xe kia đây, con xe nằm lâu nhất, trả hết tiền rồi, hồ sơ rút về luôn rồi mà chưa lấy xe. Vài bữa ra công an nó phạt tiền ra trễ nè, lâu rồi. Con này thì mình bán cho một người em rồi, để lâu thử đề còn lên. Thường xe mà để lâu á thì anh em phải sạc bình đó. Con này mà để lâu lắm rồi. Đó. Sẵn tiện hôm nay quay clip mà đề lên cho anh em luôn. Idol gọi, alo.
gửi địa chỉ bên Thái cắt tóc á. Ok ok rồi, ok à, rồi rồi, ok ok, đang quay clip luôn các bạn đó. Thì anh em để lâu lâu anh em phải đề máy lên, bữa nay sẵn đề lên cho anh em một xe, để lâu lắm luôn á, biết bao nhiêu tháng rồi, để lâu lắm luôn á. Con này được 4-5 tháng chưa ta? Lâu lắm luôn rồi. Lâu luôn rồi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã xem clip của Minh Baker. Rồi hẹn anh em gặp anh em ở khác. Mới vô làm gì? Đây idol mua C50 mới tập chạy, chỉ cho idol rebel mới mua. Hồi sáng được mới được huấn luyện xong giờ chỉ được rồi đó đó. Anh em ở đây rất là vui ha, anh em chơi rất vui vẻ. Đường rất là vắng, khu mình vắng lắm anh em. Anh em thấy không? Chỉ có mình thôi. Những thích những chơi những khu vắng vắng gì á. Dễ làm chuyện mờ ám. Đó thì mình đang thay nhớt cho em trai mua xe bên mình nè à. Đó thì bên mình có bảo trì thay nhớt lâu dài. Anh đang thay nhớt cho xe em luôn á nha. Này CBR của ông em kia thay luôn, thay nhớt luôn. Ok anh em, bye bye. Đẹp không anh em? Quay đầu chi vậy?